Vào cuối tháng 1 năm 2013 tới đây, dự án khách sạn năm sao quốc tế Havana Nha Trang sẽ chính thức đi vào hoạt động ở giai đoạn 1. Đây là khách sạn đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và vận hành theo mô hình condo hotel của Mỹ, đặc biệt rất chú trọng đến yếu tố cộng đồng thân thiện với môi trường. Với chiều cao 41 tầng, bao gồm từ tầng hầm đến các tầng kỹ thuật, Havana Nha Trang được biết đến với nét kiến trúc thanh nhã, hiện đại, thân thiện với môi trường và là tòa nhà nổi bật nhất trên đại lộ Trần Phú. Havana Nha Trang được thiết kế dạng unit hotel, cùng nhiều loại diện tích từ 39m2 đến 300m2, một phong cách đặc thù của mô hình condo hotel với mức đầu tư hợp lý và chính sách tài chính linh hoạt của chủ đầu tư, hiện đang tạo điều kiện rất tốt cho nhiều nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nhỏ có thể có cơ hội cùng sở hữu kinh doanh có hiệu quả. Ngoài hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao, khách sạn đang thu hút sự chú ý với nhiều hạng mục tiện ích được đầu tư độc đáo như đường hầm thông ra biển phòng khám nha khoa quốc tế, sân bay trực thăng, tháp đầu xe ô tô tự động và khu kỹ thuật đặc biệt được đầu tư lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng phù hợp với tiêu chí tòa nhà khách sạn thân thiện, xanh, sạch. Dự kiến khách sạn sẽ chính thức hoạt động giai đoạn 1 vào cuối tháng 1 năm 2013.